Chụp cái quyển không mọi người? Trời ơi. Đâu rồi? Ôi, cá nó nặng đơ quyển nhưng mà khủng khiếp không? Quyển to không trời. Con nè, đủ đây con nè. Hai ba con đó. Hai ba con dưới luôn. Để đâu rồi? Dạ, để học lại đi. Chết không? Không. Nó nhảy ra không thôi. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Đã quay lại với kênh của Hải Siêu Việt Vlog mọi người. Chào các bạn. Hôm nay thì gia đình mình tiếp tục đi chạy mọi người ơi. Hồi nãy cái ông không gầy, ông anh đi không gầy chung với mình đó mọi người. Sáng đi đám tưởng đâu ông sỉnh rồi, ai già mình chạy gần tới đây cái ông điện ông bảo sao anh không rủ ông. Bảo sáng tưởng đâu nhậu sỉnh mình tới đi, tính đi hôm nay là đi có gia đình không à. Mà nãy anh điện rồi giờ kêu anh chạy ra luôn mọi người. Giờ mình ngồi đây nãy giờ mình chưa ăn cơm mọi người. Giờ này thì cũng 5 giờ mấy gần 6 giờ. Mình chạy đây thì mình chạy ban đêm mọi người. Cá nó mới nhiều. Cho nên là mình chưa ăn. Nên là mình mua mấy cái bánh mì nè mọi người. Nãy giờ ăn hên khúc rồi. Ăn xong rồi cho nó no no chút xíu rồi mình chạy nha mọi người. Thì khu vực của mình chạy thì hôm nay khu vực này nè mọi người. Đi vòng qua bên đó luôn. Nước lên quá trời. Cá nãy mình thấy ụt con to to chỗ này không mọi người. Cá đây giờ nó vô nhiều mọi người. Hôm thì mình chạy nước lúc tuốt chỗ đó đó. Bây giờ nó lên tuốt trên mé rồi luôn rồi. Chắc tầm cả vài ngày nữa mình chạy hết được mọi người. Lên cao quá mình không có chỗ đứng chạy mọi người. Thôi giờ mình ăn bánh xong rồi mình đi chạy mọi người. Mọi người nhớ theo dõi cuộc hành trình của gia đình mình đi chạy mọi người. Hôm nay mình bắt mấy con cá siêu khủng về cho mọi người xem ha. Tại nước nó ngập mấy cái gốc cây á. Cá nó lên nó nhiều, nó dựa vô gốc cây nó ngủ mọi người. Mọi người thấy thường thường mình chạy giống gốc cây là mình chạy cho nó ầm cái chạy vô chọn gốc cây cái mình mò với cá nó dựa vô gốc cây làm hang với. Mấy gốc cây thì hôm nay thì lúc hết trơn rồi. Thôi giờ mời tất cả mọi người ăn bánh rồi cùng đi chạy với gia đình mình ha. Bánh này cũng ngon lắm mọi người, bánh mì. Con mời tất cả mọi người ăn nha. Rồi chạy đầu tiên làm được hai con cá của biển nha mọi người. Đây con nhỏ nhỏ trong cái bự. Tại mình đi em đây này mình chạy sớm quá mọi người. Tối chút chạy cá vô nhiều. Đây con cá của biển này cũng bự mọi người. Nè. Rồi to ghê. Ui thêm con. Chạy dính con, chạy thêm con nữa. Cái gì vậy? Nó gũ đùng bọn nó vô dính đường con. Cái gì? Chạy đi được hai con mọi người. Hai con cá linh to nè. Nè, bên đây. Con cá linh này nãy nó dính thì mình chạy luôn á. Giờ anh chạy dính thêm con nữa. Là hai con. Đi. Bự bự hơn mọi người. Nè con cá linh này mới to nè. Mọi người. Ui ghê không? Mình ghê luôn. Không. Ô dính câu phi kìa. Ô quá phi bá luôn rồi. Lên lên lên. Trời ơi câu phi bự. Con đi con đứng. Lên rớt rớt bây giờ. Không rớt đâu. Lên trên kìa. Không không rớt đâu. Trời ơi câu phi bự. Ở trên này con cá của biển này. Trời ơi cá biển. Đây. Ừ. Rồi. Nó bắt chưa? Bắt đi. Vừa chưa? Nè mọi người. Ai con cá phi nó bự nè. Còn nè, ôi con cá rùa biển này siêu to luôn á. Vụt. Nó quá luôn. Ê con cá biển. Ê bữa hai cái kèn này. Đúng rồi. Sáng mất tiêu. Cậu cũng cầm cái này. Ừ, một con. Cậu cầm cái này. Con cá là quà đấy đã lên bờ. Con cá này cũng được em. Cá này cũng to. Và cái này to hơn. Máu quá trời luôn nè Bin. Con này cũng to mọi người. Máu quá trời luôn nè mẹ nó chảy máu. Đây. Chị tính lên con lớn lên 30 năm rồi. Đây nè mọi người. Đâu có đi đâu. À. Con cũng to. Gốc cây kia không kiếm dây cuộc luôn hả? Gốc cây đó. Ôi ôi, cái quyển. Trời ơi. Ôi. Có chịu quyển luôn. Đây, ở đây. Nguyên một bầy luôn. Ôi trời. Đâu rồi. Cái bự không? Quá trời luôn. Có con cá. Quá trời nhiều luôn. Linh, con cá linh. Cái này đâu? Mấy ký à? Dạ. Thấy rồi vậy? Bi. Trời, cái đủ ăn luôn á. Trời ơi. Nhiều dữ vậy? Bi bắt vô Bi. Nó vô ngay chân cái này. Bắt vô con. Ê, cái này có mình vậy. Bi bắt vô con. Chỗ này có gì mình chạy phát nữa. Đi nó đi Bin bắt. Cá linh nữa nè. Đây.
Rồi bắt bỏ vô. Bắt bỏ vô, hai đứa bắt bỏ vô đi. Bắt thì nhiều luôn mọi người. Bảy sáu chín lăm nhá. Đúng rồi. Đúng rồi, tay ra chúng rồi. Cái út này. Năm người. Cá bự kìa, chạy không khoáng bao nhiêu đâu mọi người. Không bằng luôn. Trời xong cái của nè. Đó. Đi chạy lại dưới quầy luôn. Bin ơi. Qua đây bắt con. Vô chạy cho nó. Các bạn Bin á, không nhớ anh Gấu. Anh Gấu bạn tôi luôn á. Đúng rồi. Bự bự lớp 2. Lớp 2 đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Lá ơi, mày chạy người ta mở. Nó bị. Đi đi. Cá có biển không mọi người? Được quá. Bắt đi, tôi đi bắt đi. Ra 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 nè nè. Rồi. Con này bành bành không rồi. Trời ơi. Bao nhiêu rồi? Luôn rồi. Đến nằm ở ngoài mà. Ở ngoài đó. Nó kẹt rồi. Nó bự út quá. Bỏ vô. Bên này cho mấy đứa nhỏ này bắt cá xỉn luôn. Ừ. Thì đã trứng không? Cá thấy bụng bự bự trứng không? Ôi ôi, quá trời luôn, quá trời luôn. Ôi trời ơi. Nó cục cứt ra. Thôi. Cái quỷ luôn. Cái nào có cái biển không? Cái quỷ nó to mà. Không thấy cái lưng. Này rồi, bữa nay đúng rồi. Bữa nay tới mùa cái quỷ biển rồi. Cảm ơn rồi. Rồi thấy cái quỷ quỷ không? Mùa của biển rồi. Này bắt đi. Bắt ơi, bắt đi. Con này to hơn. Mà con kia to hơn. Nè, con to rồi đây. Tôi cầm hai con luôn. Đây đây mọi người. Cá bự. Nè, bắt đi. Ừ, con bự trời ơi, thằng Bi này. Có người ta nó đâm đó. Nó đâm rồi. Bị ôi nước chết cái nha. Ây da, ây da. Mới cá kìa. Đó, mấy con. Cá phóng sinh. Nè. Nó bắt đi. Hai đứa bắt đấy. Nè. Chỉ cầm một cây được thôi. Tao vô ra còn hết. Hai tao lao lắm. Hả? Nó gặp tao á. Sao nó ngu tại? Lên lúc trên đi đây sống uổng. Bên đó đi đâu chứ ngoài. Này bên. Cá này bằng cá nãy à. Ủa sao nó ngu à? Nó không có đâm. Mà kéo lên cái này. Cái này nó lên ra 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 dẫm nó rồi. Nó phi lên ngu á. Nó ngốt. Ngốt thì ngốt. Rồi bắt đầu. Cho con bắt cậu. Rồi, bắt đi. Con cá nhảy không luôn. Bắt đi. Móc miệng, móc miệng, móc miệng á. Miệng. Rồi, đưa lên, mẹ quay. Mạnh lên, cầm chắc nha. Để vậy á. Đây. Cá khổng lồ. Siêu to khổng lồ. Gõ miệng vô chút. Bên ai bên. Rồi, bỏ miệng, bỏ miệng. Bỏ cái miệng kìa. Rồi, rồi, kệ đó. Rồi. Đó đi qua hút cái cây, cái cây chạy, chạy tới không? Đủ cái cây làm cái này. Ui, con cá bự. Y cái bự. Nó chạy đứt cái xích cây rồi. Ông mót xuống bụi đi. Con cá bự mọi người ơi. Có một con một duy nhất thôi. Không, ở ngoài á. Chưa. Chạy vô gốc. Cái cây nằm ở trong chạy không mày. Con cá có gù luôn nè. Cá gù hả mẹ? Đó nào bắt không? Ê ê, để nào bắt đi. Con bắt, bắt con bắt. Cầm hai tay chắc lại. Bì. Còn nhảy xong luôn. Thôi bắt bắt cái gọng ra, bắt gọng ra. Đưa bánh gọng ra. Đây con cá. Ừ. Chốc đó có quay không? Có. Đi đi. Má nó chạy không. Ra luôn cái gì? Nó chạy không ra, ra luôn cái gì? Ờ chứ hả? Ở đâu chạy không rồi chứ. Con nào nữa? Một con cá nhai. Một con tao đây. Lặng hết hơi luôn nha. Đây. Ừ. Đi, 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 to. Bé không có ném cá. Con luôn. Hai con. Có một con bị bắt một con.
Thôi, tao bắt con to thằng Vin, bắt con to. Giờ nãy vô nè. Tôi bắt con này. Rồi bắt đi để bắt ăn con. Không, không bắt con. Hồi nãy con chỉ qua đây trước rồi. Không đi, không bắt con to. Qua đây nè, qua đây. Hai con đây rồi. Bỏ vô. Đi ngoài tí. Bỏ vô. U. Bỏ đây. Mấy con? Luôn. Hai con. Xin con bự tôi con nhỏ. Ba ba. Ba con. Ba con. Tôi bắt con cua biển. Nè nè rồi. Sao tao không bắt đâu. Vô cái đầu luôn rồi. Sao? Biến bắt con to nhất kìa. Nè, chụp ra. Chụp kìa. Chụp đi. Ờ, ổ kêu biến bắt con to nhất mà. Rồi, bắt con nào cũng được. Bắt con thôi. Đây. Mở lỏng kìa, biến đây. Đây, con cá phi phai, rồi, con cá phi phai. Rồi, bây giờ. Bắt đây. Dính đây nè. Dính giờ nha. Mời lên kéo lên con. Bye bye. Biến, lấy cái chai. Lấy chai làm gì? Lấy chai thả. Thôi. Đưa tôi. Đừng có gớp. Đó, con bự kìa. Bắt cá. Nãy em bắt con bự nhất luôn á, tôi sẽ bắt con này. Còn cái gũi. Thôi, bỏ vô. Bóp cho má. Ờ, vậy còn cái cây nào bắt. Rồi, có con này. Ê, mẹ, con mặc quấy nè mẹ. Nè, rồi xong vượt ba luôn rồi. Tôi bự vô. Bay 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 một con cá đua kiến gọi xong. Trời ơi, cô xin gửi cô Út cho con đi. Con nhỏ nó mỹ gì cái con hai chiều nha. Những cá bự mà đã gai gai gọn đỏ đạn chanh á, những cái đường á bọn con cá bự mà sao giờ nó biến thành cá nhỏ vậy. Gọi gọi gọi. Con cái lớn mà nó đậm bạc 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 bạc. Ừ, má mày u. Gọi ba chạy xong rồi ba đi kiếm luôn, ba để cho người ta rửa. Rồi, bỏ bạc bỏ bạc luôn, bỏ bạc luôn. Nè. Bạc đâu? Con mày cá bự luôn. Mày nè. Mày nè. Thôi nè. Bự nha. Bự như ma luôn. Rồi. Hay quá Bin ơi. Cá gớt ngoài bên Bắc Bin luôn à. Đấy hả? Ừ. Hai ba con đó. Để vô bọc luôn đi. Cá to rồi. Hai ba con dưới luôn. Để đâu rồi? Dạ, để bọc lại đi. Gớt không? Không. Mà nó nhảy ra không thôi. Có còn không? Ngồi đây đi xuống rồi. Áo chứ còn chứ không? Có. Con này. Sò cái. Có nhiều lắm. Hết chưa? Hai con. Ơi, biết cặp chứ nhẹ luôn á. Đâu, ở đây hả? Ừ. Trời trời. Con chim. Cái quỷ không mọi người? Trời ơi. Đâu rồi? Ôi, cá quỷ nhưng mà khủng khiếp không? Quỷ to không trời. Cá kêu đã gì? Cái con này cái gì? Bắt Bin, bắt Bin. Không, 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 qua chỗ lớn mình chạy nữa vậy. Ừ. Đây. Lớn kia mình chạy hoài có quại luôn á. Nè, vô đây, bắt cái biển bự 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 nè. Vô. Quá trời cá quỷ luôn mọi người. Cá gì vậy? Mơ. Chi giòn quá ăn à. Ui ui. Cá bự gì, chi giòn ăn. Bên. Không chua xương rồi, chi giòn ăn luôn, lôi xương. Cá đồ giòn. Ở ngoài kìa, ở ngoài con cá mẹ, cá ngu bự nè mẹ. Rồi bắt không kịp luôn rồi. Bắt không kịp cả nhà ơi. Giờ ra. Con bắt kịp. Bắt không kịp luôn. Con bắt kịp. Ê, con nắm vào quay luôn nè. Quay đã luôn. Cá ngu bịp. Ê, rửa tay ra vậy. Rửa tay với nước á. Nhảy nè. Có kìa. Wow. Đó. Cái linh cả nhà ơi. Đó. Hai con. Cá cả nhà, cái linh có nhà. Dạ, tụi bay. Đi vô đi. Trong đây cá này là cái nhà ơi. Đây là cái linh cả nhà ơi. Này, quấn. Cá này bự nha. Cá này hai ba con đó rồi. Một đùi luôn nè. Luôn. Đùi luôn cả nhà ơi. Bên chị bông dưới không biết. Không. Em giết nè.
cá con khuy, cá con khuy ra là như vậy. Mẹ nha, cá quá trời luôn. Ôi, nó lùng luôn. Con cá nữa, xuống đi chơi đi. Nói gì trời? Có cá nướng không?